Tuổi Nhâm Tuất 1982, mệnh thủy, trong cái tháng 2 nhuận 2023 này được xem là cái nạp âm thủy gặp thủy là rất là tốt đẹp và hanh thông, may mắn. Có thể nói là cái tuổi này trong tháng nhuận này là tốt nhất trong các tuổi Tuất trong tháng 2 nhuận này. Có quý nhân phù trợ trong các công việc và quý nhân sẽ cho quý vị những cái cơ hội để gặp gỡ và làm việc với những cái đối tác mới, với những cái quan hệ xã hội mới, ngoại giao mới. Và từ những cái mối quan hệ mới đó, tháng này quý vị sẽ có những cái bản hợp đồng hay là làm ăn mới rất là hanh thông và tốt đẹp. Ngoài việc làm ăn kinh doanh tốt đẹp ra thì sẽ có những cái mối quan hệ tốt và trở thành những bạn bè hay là những đối tác đáng tin cậy lâu dài cho quý vị. Công việc hanh thông thì rõ ràng tiền bạc cũng rất là tốt và phát đạt trong cái tháng 2 nhuận này đối với tuổi này. Nhìn chung thì việc đi lại nhiều trong các mối quan hệ đó khiến cho công việc rất là nhiều. Bản thân tuổi này trong tháng này đi lại nhiều, cho nên cần chú ý giữ gìn sức khỏe để chiến đấu nốt trong những cái tháng của cuối năm. Ngoài ra thì việc gia đạo cũng như là tình duyên cũng khá là tốt đẹp. Mọi việc đều rất là tốt trong tháng này.